giờ là câu thần chú Abracadum tháng 7 đây trên HTV3 Dreams TV vào những dịp cuối tuần. Niềm vui sẽ rộng mở, bạn tỏa sáng bất ngờ. Anh Romeo ơi, là anh đây, Chadu. Những tiếng cười qua những câu chuyện đầy oái oăm của Xin Chào Chadu. Nhìn kìa, cái bóng của chúng ta đang dài hơn rồi. Những mẫu chuyện nho nhỏ trong thế giới to to của cô bé heo Peppa. Khám phá sự bí ẩn của những nỗi sợ qua những câu chuyện kỳ bí của Masha. Tốt nhất là chăm sóc bản thân thật tốt, tập thể dục thường xuyên, để lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như siêu thỏ Simon, siêu anh hùng mạnh nhất thế giới. Lạc vào những cuộc phiêu lưu phi thường cùng Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai, hay những không gian cổ tích đặc sắc và ý nghĩa của rồng rắn lên mây. Sẽ chia khoảnh khắc cả nhà cùng vui. HTV3 Dreams TV.